Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Chiều tối ngày 12 tháng 5, mưa lớn kèm theo xét đánh đã xuất hiện tại nhiều nơi trên cả nước. Tại Thái Bình, những tiệt xét đã bất ngờ đánh chết 229 con lợn của một hộ gia đình gây thiệt hại lên tới 2 tỷ đồng đối với hộ nông dân này. May mắn không có thiệt hại thêm về người. Chiều tối ngày 12 tháng 5, qua trao đổi với báo chí ông Nguyễn Văn Khuynh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Đô Thái Bình cho biết, trong trận mưa lớn, các tỷ xét bất ngờ đánh chết đàn lợn 229 con của gia đình ông Hoàng Văn Nhã. Ông Quân cho biết sau khi cho lợn ăn, ông Hoàng Văn Nhã ra khỏi chuồng thì xét đánh vào ổ điện gần đó, khiến đàn lợn 229 con bị chết. Đàn lợn của ông Nhã không còn con nào sống sót. May mắn ông Nhã thoát nạn, mặc dù bước chân ra khỏi chuồng lợn thì xét đánh tới. Chuồng nuôi trong trang trại của hộ ông Nhã có diện tích rộng khoảng 600 m2, phần mái đã bị sập và cháy toàn bộ sau khi sét đánh trúng. Hàng loạt vật dụng đồ đạc trong trang trại cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Do ước tính thiệt hại của ông Nhã lên đến 2 tỷ đồng, chính quyền Ủy ban nhân dân xã đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án hỗ trợ gia đình ông Nhã. Không may mắn như ông Nhã, 4 người dân tại Thái Bình và Hưng Yên đã tử vong vì sét đánh trong khi đang di chuyển và làm việc dưới trời mưa rông. Sự mất mát này khiến chúng ta không nên chủ quan khi gặp trời mưa gió. Bà con hãy tìm nơi trú mưa an toàn và đợi cho cơn rông qua đi rồi tiếp tục di chuyển. Ba nạn nhân ở Thái Bình là chị Nguyễn Thị Quy 36 tuổi, con trai Nguyễn Công Đức 16 tuổi trú huyện Đông Hưng, ông Nguyễn Bá Trọng 50 tuổi trú huyện Vũ Thư. Cả ba được cấp cứu lúc hơn 16 giờ trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim. Ông Nguyễn Tiến Định, Trạm trưởng Trạm y tế xã Thủy Thanh, huyện Thái Thụy cho biết Thời điểm trên, Thái Bình xuất hiện mưa dông kèm sấm sét kéo dài gần 60 phút. Vợ chồng chị Quy đi hai xe máy, chị Quy chở hai con trai, chồng đi một mình phía sau và ông Trọng đang di chuyển trên đường tỉnh 456, đoạn rắp danh giữa ba xã Thụy Thanh, Thủy Hồng, Thụy Duyên thì bị sét đánh. Cũng trong chiều 12 tháng 5, nhiều huyện của tỉnh Hưng Yên xuất hiện mưa dông. Tại cánh đồng xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, một phụ nữ 54 tuổi đang phun thuốc trừ sâu đã bị luồng xét đánh tử vong. Sau khi khám nghiệm thi thể các nạn nhân đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Dự báo thời tiết những ngày gần đây mưa to kèm theo sét và gió giật mạnh, vì vậy chúng tôi khuyến cáo nếu không có việc gì khẩn cấp, quý vị nên ở trong nhà hoặc những nơi an toàn. Khi đang di chuyển mà có mưa to, hãy dừng lại và tìm nơi trú mưa an toàn các bạn nhé. Vâng, thưa bà con, thời tiết thất thường của mùa mưa năm nay được các nhà khoa học đánh giá là 40 năm mới gặp lại. Nhiều ngày nay, các địa phương phía Bắc đã phải chịu đựng nhiều thiệt hại về mạng người và tài sản. Chỉ nhìn những bức ảnh được gửi về thôi cũng khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Và ngày 13 tháng 5 lại có thêm 5 người thiệt mạng vì mưa lũ, một người mất tích hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Cạn, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên và Cao Bằng. Từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 5 năm 2022, mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản trên các địa bàn các tỉnh nêu trên. Trong đó, mưa lớn gây lũ lụt đã khiến 5 người thiệt mạng, cụ thể ở Lạng Sơn một người chết do sạt lở đất sáng mùng 10 tháng 5 là chị Triệu Thị Lan, sinh năm 1982 huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn. Ở Bắc Cạn một người đã bị lũ cuốn trôi, em Đinh Thành Nam, sinh năm 2017 xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, ở Thái Bình có 3 người bị xét đánh tại xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Chị Nguyễn Thị Quy sinh năm 1980, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Em Nguyễn Công Đức sinh năm 2006, huyện Đông Hưng. Và ông Đinh Bá Trọng sinh năm 1972. Ngoài ra hiện đang có một người ở tỉnh Cao Bằng bị mất tích do lũ cuốn trôi, ba người bị thương ở Bắc Cạn. Về tài sản, có 11 nhà bị đổ sập, Bắc Giang 2 nhà, Lạng Sơn 8 nhà, Hà Giang 1 nhà. 231 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại. Bắc Giang 1, Lạng Sơn 169, Bắc Cạn 56, Hà Giang 1 và Cao Bằng 4. Về nông nghiệp và thủy sản, hơn 2.203 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập, 3,99 ha thủy sản bị thiệt hại. Mưa lớn gây sạt lở một số tuyến đường giao thông với khối lượng 41.733 m khối đất đá ở Bắc Giang 1.173 m khối, Điện Biên 350 m khối, Bắc Cạn 40.210 m khối. Một ngầm tạm tại Điện Biên bị hư hỏng, hai cầu Bắc Cạn bị hư hỏng và hai đập trạm bị cuốn trôi tình hình mưa lũ vẫn tiếp tục được cập nhật trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống mong rằng các bạn sẽ bình tĩnh và theo dõi thông tin mới nhất về thời tiết và hãy giữ an toàn cho bản thân và người thân khi di chuyển ngoài trời trong thời tiết bất thường như hiện nay Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay 13 tháng 5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, trong đó có tỉnh Phú Thọ, nơi diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar vào tối nay. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, 90% trời sẽ tiếp tục nắng nóng. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ngày nắng, khả năng xảy ra mưa thấp, độ ẩm không khí dao động từ 60 đến 92%, ban ngày thời tiết oi bức, từ ngày 15 tháng 5 trở đi, mưa có dấu hiệu tăng trở lại ở khu vực. Trong ngày và đêm 13 tháng 5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ phổ biến từ 70 đến 120 mm trên 24 giờ, có nơi trên 150 mm trên 24 giờ. Đặc biệt, khu vực Việt Trì Phú Thọ xác suất mưa lên đến 80% vào tối nay. Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 80 mm trên 24 giờ. Do mưa to nên người dân đã đề phòng nguy cơ lũ quét sạt lở đất do các khu vực trên đã mưa lớn nhiều ngày qua, vùng trũng thấp có thể ngập úng. Thủ đô Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ cần chú ý các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Có nơi trên 35 độ C. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 31 đến 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Miền Bắc và miền Trung thường xuất hiện mưa dông sấm sét vào giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng Vật lý Địa cầu nói, khi trời sắp dông, mọi người tốt nhất nên về nhà, chỗ an toàn là tòa nhà hay công sở có lắp thiết bị chống sét. Khi đi đường thấy mây đen kéo tới làm trời tối sầm, kèm theo gió lạnh, cần nghĩ ngay là sắp có dông. Cần về nhà hoặc tìm chỗ trú ẩn an toàn dưới các tòa nhà cao tầng hoặc hiên nhà bên đường, các nhà công cộng. Tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, những hàng rào kim loại, tôn, nơi công trình xây dựng sửa chữa, xe cộ, nhà kho, nhà tạm bỡ, nhà máy hiên bằng tôn, phi xi măng, nơi có nhiều biển hiệu quảng cáo, lều giả ngoại hay dụng cụ cá nhân vì có thể dẫn điện, dễ gặp tai nạn vì không phải là nơi an toàn. Khi mưa gió, dòng xét không đội mũ, áo, ô, dù, đồ dùng có kim loại vì dễ bị xét đánh. Tránh các nơi trống vắng, quan đảng như cánh đồng, sân golf, nhà kho, bãi đổ xe, các công trình không có thiết bị chống xét ở sân thượng, tháp vì dễ bị xét đánh. Không đứng thành nhóm người gần nhau. Sau cơn mưa đường trơn nên chạy xe chậm, giữ khoảng cách với các xe ở xung quanh, không nên phanh gấp, rất dễ bị trượt té. Đi đường chú ý quan sát dây điện, nếu như dây đứt, chưa kịp cắt điện thì rất dễ bị điện giật mưa to kèm theo rông lốc và gió giật mạnh sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh phía bắc bà con hãy chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và hãy trang bị cho mình những kiến thức cơ bản khi gặp trời mưa như chúng tôi đã thông tin phía trên hy vọng rằng thiên tai không cướp đi mạng sống của bất kỳ ai nữa đã có quá nhiều nước mắt rơi trong thời gian qua xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những thông tin sau